Hello mọi người, hôm nay Jen muốn dành một chút thời gian của mình để chia sẻ về cái việc business và real estate, về công việc kinh doanh của mình và cái tài sản là bất động sản nha. So, người Việt Nam của mình thường khi mà những khách hàng Việt Nam của mình gọi vào để vay tiền cho business hay là vay tiền để mua nhà này kia đó, thì Jen luôn muốn hỏi rất nhiều câu hỏi thật chi tiết để giúp cho khách hàng của mình vừa vay được cái hồ sơ đó vay được tiền để giải quyết những cái nan đề trong cái công việc làm ăn của họ, mà vừa phải giúp cho họ educate họ cái cách làm sao để quản trị cái business, quản lý cái tiền bạc và tài chính trong cái công việc làm ăn cũng như đầu tư của mình. So, trên thường dành thời gian rất nhiều để cho cái việc đó, để giúp cho cái người Việt Nam của mình, you know. So, hôm nay trên muốn chia sẻ hai điều. Một là business, hai là real estate, công việc kinh doanh, đúng không? Các doanh nghiệp mình làm, chủ tiệm nail, chủ nhà hàng, chủ gas station, và bên cạnh đó là cái việc real estate, ok, là bất động sản. So, hai hướng này mọi người ơi, chỉ có hai phương tiện này có thể giúp cho một cái người thành công nó nhanh và nó vững vàng hơn. So, mọi người nhớ nè, business là business và business là phương tiện làm ra tiền. Nhớ không? Mình mở một cái tiệm nail ra, mình mở một cái nhà hàng ra, mình có thêm khách vào là cái phương tiện để kiếm tiền. Nhưng business không phải là bất động sản và nó không phải là tài sản. Nếu mà các bạn, anh chị em học luật về đầu tư cũng như là cái luật trong ngân hàng đó, nếu mà đưa ra một cái business đó, đi vay tiền nó rất cực kỳ khó, và số tiền càng cao thì nó đòi hỏi phải có tài sản như bất động sản thế chấp vào thì họ mới vay được cái số tiền nào đó. Ok, so nhớ, business, kinh doanh, tiệm này tiệm kia chỉ là phương tiện để làm ra tiền thôi, nó không phải là tài sản để đi thế chấp, nhớ. Và cái real estate, bất động sản, nó rất là quan trọng, nó đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng và quyết định, là yếu tố quyết định trong bất kỳ hồ sơ vay vốn nào. Tại sao? Ngân hàng rất là smart, rất thông minh khi nó dùng cái chiến lược là nó cầm cái cán, hiểu không? Rồi anh em muốn làm gì làm đó, nó đưa tiền đó, anh em làm business. Nhưng mà lỡ kinh tế khủng hoảng, lỡ dịch bệnh đến, lỡ sự chết, lỡ đau ốm, lỡ bệnh tật, lỡ cái này, lỡ cái kia, quá nhiều rủi ro trong cái việc kinh doanh, đúng không? Phương tiện làm ăn mà, đúng không? Nó đâu phải tài sản. Nếu mà lỡ có chuyện gì thì business đó không còn gì hết. Right. Mấy cái ghế pedicure, mấy cái bàn hay là mấy cái light system, everything, nó chỉ là một cái vật gì đó, nó không có trị giá, nó không có giá trị. Nên trên muốn dặn dò mọi người là vừa làm việc kinh doanh, lấy tiền kinh doanh, generate cái income mỗi tuần, mỗi ngày, mỗi tháng như vậy để dành dụm để đầu tư bên bất động sản giúp trên. Ok, lỡ trên nói, nếu một người giàu có thì cũng không cần phải biết cái này nhiều, nhưng mà thực sự người giàu có nào cũng biết quy luật này hết. Ok, so mọi người, trên nhắc là vừa đầu tư vừa làm công việc kinh doanh, vẫn làm tiệm nail, chủ tiệm này kia, mở cái này nữa kia, nhưng phải phòng hờ. Phòng hờ là sao? Lấy cái tiền kinh doanh lúc mình làm ăn khấm khá đó, mình lấy cái tiền đó mình đi để dành, mình mua bất động sản để mình đầu tư. Lỡ có chuyện gì trong cái business, mình gặp những khó khăn chứ đâu phải lúc nào mà nó cũng màu hồng đó, đúng không? So, lỡ mà có chuyện gì đó thì mình sẽ dùng cái bất động sản đó cộng với cái business đó. Ok, mình đi làm việc với ngân hàng, ngân hàng say yes right away. Nên nhớ như vậy. Trên nói luôn, nhiều anh chị em gọi tới hoặc là nộp hồ sơ cho ngân hàng, tại vì sao anh chị em không được bank approve, không được ngân hàng cho vay, là tại vì anh em không có tài sản. Tài sản là bất động sản, nhớ như vậy. Một người mà mới start up, một người có quá nhiều rủi ro, không biết kinh nghiệm họ sao, họ mới ra trường làm bác sĩ, thuê một cái chỗ, đúng không? Muốn mở một cái clinic, muốn mở một cái văn phòng bác sĩ cũng vậy. Họ phải thế chấp cái tài sản nhà cửa của họ để mà vay được tiền khởi nghiệp. Nên nhớ như vậy, và trên dặn luôn là khi mà cái việc mua nhà đầu tư, mua nhà cho thuê, mua commercial, mua multifamily, nhiều unit để cho thuê, đó là những cái tài sản rất có giá trị.
So, Jen dặn như vậy và Jen sẽ chia sẻ nhiều cái chiến lược hơn nữa đối với bất động sản nha. Bye bye mọi người.